Chuẩn rồi ạ, bây giờ bắt đầu được chưa ạ? Chào chị Trang, hôm nay thì chúng tôi mời chị đến đây để trò chuyện về cuộc sống gia đình mình trong mùa đại dịch Covid-19. Thay đổi thì rất là nhiều và lớn nhất là một loạt những cái từ khóa đã được thêm vào trong câu chuyện nói chuyện hàng ngày. Từ virus này, khẩu trang này, rửa tay này, xà phòng này, nước sát khuẩn và rất nhiều những cái buổi training nội bộ phòng chống lây lan dịch bệnh. Thì đúng trong cái giai đoạn mùa dịch này thì nhà mình mới phát hiện ra một con virus ở trong ngoặc kép, nó đã nằm vùng, nó đã xuất hiện trong nhà mình từ rất là lâu rồi. Nhưng mà nhờ có những cái ngày này thì nó mới trỗi dậy và phát triển rất là mạnh mẽ. Virus gì mà ở trong ngoặc kép hả chị? Ủi, con virus này khó tả lắm, mời các bạn cùng xem nhé. Wow, wow. Nào cùng đi tắm, nào cùng đi tắm nào. Nào cùng đi tắm, nào cùng đi tắm nào. Cho xà bông ra tay, xoa lên mái tóc này. Xoa đều, xoa đều, xoa đều. Tắm thật vui, thật vui. Vâng, đó chính là những chương trình của VTV7. Bạn Mơ 2 tuổi nhà mình thì ngày nào cũng phải tắm vài lần như thế. Trước đây mình nghĩ là những chương trình trên TV thì đơn thuần là khoa giáo và giải trí, nhưng thực ra là nó có rất là nhiều những cái tác động liên quan đến thói quen của các bạn ý. Và bây giờ thì mình thấy là các bạn nhỏ nhà mình đã có thói quen giữ vệ sinh rất là sạch sẽ chỉ nhờ việc xem những chương trình của VTV7. Và nó không chỉ gây ảnh hưởng tích cực với các bạn 2 tuổi, mà bạn 4 tuổi nhà mình là bạn Bánh Mì cũng rất là hào hứng luôn. Nhiều bố mẹ chia sẻ với mình là những ngày nghỉ ở nhà thì không biết là các bạn nhỏ làm như thế nào cho hết ngày. Thế nhưng mà thực tế là bạn Bánh Mì nhà mình thì chỉ tốn một ít giấy với cả bút màu thôi, còn đâu bạn ấy có thể ngồi cả buổi để tô vẽ luôn. Và chẳng biết là sau này có thể thành họa sĩ hay nghệ sĩ gì, nhưng mà mỗi lần vẽ xong thì rất là hào hứng ra khoe với mẹ những tác phẩm mà bạn ấy tự làm. Nhà mình còn có một bạn lớn nhất, năm nay vừa mới bước sang tuổi thứ 8. Bạn ấy cũng không hề nằm ngoài sức hút của các chương trình của VTV7. Dâu tay chành, dâu tay, dâu tay chành, chành. Dâu tay, dâu tay chành, chành. Chanh ôi thật là chua, dâu tay thật là ngọt, hai tay cùng xòe ra, mình vỗ tay theo nhịp. Dâu tay, chanh, chanh. Ôi, khó quá. Thực sự là với những ngày các bạn nhỏ được nghỉ học ở nhà như thế này thì bố mẹ còn có thêm một vai trò nữa là thầy cô giáo và là những người đồng hành với các bạn ý. Thi thoảng mình cũng xem ké VTV7 với các bạn nhà mình. Đấy là vì mình cũng là một người rất là mê nấu ăn. Thì một số cái chương trình dạy nấu ăn cho cả mẹ lẫn con của VTV7 thì nhà mình là fan bự luôn. Cho mình xem phép một tí nhá. Có tin nhắn. Xin thông báo lại tiếp tục nghỉ học. Ôi, làm gì cho hết ngày bây giờ. Thế thì lại xem VTV7 chứ chị ơi. Chuẩn. Cứ sao câu.